Hot TikToker nhí chuẩn bị lên lớp 6 nhưng đã gây bão với tài nấu ăn khiến nhiều chị em xách dép chạy dài. Bếp của con hay bếp của con 2013 là kênh TikTok gây được sự chú ý gần đây. Chủ nhân của chiếc bếp đặc biệt này là Vũ Bảo Trang, vừa mới tốt nghiệp trường tiểu học Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn mà thôi. Theo dõi kênh TikTok của cô bé này, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều công thức nấu ăn thú vị, từ vịt rang, canh cua đồng, xôi chim, gà tần thuốc bắc, bún mọc sườn măng và các mẹo vặt bếp núc. Món nào bạn ấy cũng làm tỉ mỉ và chăm chút. Ở clip nấu bữa cơm ngày hè, Trang nhận được hơn 2,8 triệu view. Cô bạn cho biết bạn bắt đầu làm TikTok từ hồi tháng 4 vừa qua với lý do rất đơn giản, mê nấu ăn. Trên kênh của mình, Trang chia sẻ các món mình đã học với mong muốn được cư dân mạng chia sẻ thêm các kỹ năng mới. Sau giờ học ở trường, bạn đi chợ mua thực phẩm, về nhà tự sơ chế. Mẹ Trang bận công việc nên Trang chủ động giúp mẹ nấu cơm. Chỉ có món nào cầu kỳ như là lẩu, bạn mới nhờ quyền trợ giúp từ mẹ và anh trai mà thôi. Sau khi nấu xong, Trang dọn dẹp ngay ngắn căn bếp núc lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Khi xem các đoạn clip này, ai cũng cảm thấy ấm áp với hình ảnh bữa cơm gia đình, giọng đọc trong trèo, lễ phép của cô bạn. Mỗi khi có khán giả bình luận yêu cầu nấu món gì, cô bạn sẽ nấu luôn món đó trong clip tiếp theo, hướng dẫn mọi người từng công đoạn thực hiện. Thế nhưng đầu bếp nhí này cũng gặp sự cố trong căn bếp đó nha. Có lần làm món canh cua, do lần đầu làm cua, bạn bị cua kẹp khiến tay sưng rộp. Rút kinh nghiệm, lần sau bạn lấy nước ấm rửa cho cua ngất đi để không bị kẹp nữa. Còn chưa lên lớp 6 mà cháu nó đã cỡ này thì các cô, các chị phải nhanh nhanh lôi giấy bút ra mà học tập đi thôi. Chúc Trang sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê của mình và trở thành một hot TikToker mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.